Rồi những khi nào em thấy buồn, hãy nhớ lấy những giây phút ban đầu. Ngày trái tim còn biết rung động, khi mới yêu lòng không biết ghét hờn. Rồi những khi nào em thấy buồn, hãy nhớ những sớm mai biết yêu người. Lòng trắng trong và đời biết rung động, không tính toán và không biết lọc lừa. Và một ngày nào em sẽ biết bài học yêu thương còn rất vô cùng. Em sẽ biết yêu qua ngày tháng để con tim vơi đi những nhọc nhằn. Và một ngày nào em sẽ biết những niềm đau còn theo em đến. Con nhỏ Lan thiệt là ác độc, cuối cùng nó cũng bị quả báo. Thiệt, tôi hả giả vô cùng. Ở nhà có hai vợ chồng, đâu có ai đâu mà ông phải dối lòng vậy. Có chuyện gì vậy? Bảo Lan sắp chết rồi đó, biết chưa? Ừ, chết sớm đi, sống chi hại người khác. Nè, Bảo Lan cũng vì ông và đứa con của mình mà bây giờ ra nông nổi thế này, ông còn nói năng được vậy sao? Mà tóm lại là có bị bệnh gì? Tôi không thể nào nói những lời như vậy được. Bảo Lan, Bảo Lan ơi, Bảo Lan à, bình tĩnh đi Bảo Lan. Bảo Lan, Bảo Lan, bình tĩnh lên đi Bảo Lan. Ông cũng biết chuyện này mà ông nói tôi nghe. Nó không có sống lâu được nữa đâu. Đem Gia Bảo về nhà Thủy Tiên ở rồi đó. Cái gì? Gia Bảo đang ở nhà Thủy Tiên à? Đúng rồi. Nhưng mà cái chuyện đó không có quan trọng. Cái vấn đề là như vậy nè. Nếu Bảo Lan nó có mệnh hệ gì, gia đình ông Phước chắc chắn sẽ đón Gia Bảo về. Tôi phải qua tôi giành lại cháu tôi chứ. Gia Bảo nó rất là nhạy cảm, nên anh cố dành nhiều thời gian chăm sóc cho nó. Lúc ngủ nó thích để đèn sáng. Lời đau hả em? Nhưng mà được đi với anh như thế này á, em cảm thấy như đã khỏi bệnh rồi. Em cứ nghĩ đi. Anh ơi. Tóc em rụng nhiều quá đúng không anh? Không có đâu. Để chạy đầu cho em ha. Em xấu xí lắm đúng không anh? Không có đâu. Người con gái mà đang yêu sẽ rất đẹp đó, em biết không? Em thấy như mình đang mơ vậy đó. Cảm ơn anh đã đem lại hạnh phúc cho em. Nếu mà em vui như vậy thì mỗi ngày em sẽ đốt nến cho em, rồi chải tóc cho em nữa. Em ngồi nghỉ đi. Anh xuống nhà hàng đặt bàn, đừng lát mình xuống ăn ha.
Gia Bảo, con trai cưng của mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm. Nếu như mẹ có ra đi mãi mãi thì con cũng đừng khóc nhiều nha. Đi xa thì con cũng đừng có nhớ mẹ nhiều mà đổ bệnh, vì mẹ đã đi đến một nơi rất yên bình rồi. Mẹ yêu con, hôn con. Bảo à, con đói bụng chưa hả? Cô đi pha sữa cho con uống nha. Con không muốn uống gì hết, con chỉ muốn gặp mẹ thôi. Alo, mẹ hả? Alo, mẹ hả mẹ? Vậy vậy? Alo. Cô ơi, phải mẹ con không cô? Cô cũng không biết nữa.
sai rồi đấy. Đau lắm mày. Lên phòng nghỉ ngơi nha. Khi nào em đỡ hơn, tôi đi. Em vẫn muốn đi cùng với anh. Bây giờ anh đưa em lên phòng, thay đồ rồi mình đi nha. Được không anh? Bảo Lan à? Đi mà. Lâu lắm rồi. Em không được ngồi với anh. Được không anh? Dạ Bảo Ngoan, mẹ con đi có mấy ngày thôi à. Em ăn đi. Mấy món đường dạng này toàn món thích thử. Ráng ăn đi em. Phải ăn nhiều vô mới có sức khỏe được chứ. Thầy Quý, nếu có kiếp sau nữa, em vẫn muốn được làm vợ của anh. Anh có đồng ý làm chồng của em nữa không? Không những kiếp sau, mà kiếp sau nữa kìa. Anh muốn em là người vợ hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Cuộc đời này, em chỉ cần có như vậy thôi. Em không còn liên tiếp gì hết. Em không được nói năng bậy bạ như vậy. Phải phấn chấn lên để sớm khỏe lại thôi. Em phải sống vì Gia Bảo nữa chứ. Em biết chưa? Vì Gia Bảo em phải cố gắng. Vì Gia Bảo con muốn nhập về thôi.
mẹ Gia Bảo, đang đợi Gia Bảo mà. Vui quá, con sắp được gặp ba mẹ rồi. Anh ơi, em thấy mệt quá. Em ơi, anh kiếm gì em? Em ơi, cảm ơn anh. Đi em. Em muốn anh tặng em bó hoa được không? Em muốn gì cũng được hết á. Nhưng mà phải nghe lời anh. Bây giờ em lên phòng nghỉ ngơi đi ha. Anh đi mua hoa cho em. Con ngủ chút đi. Gia Bảo ngủ chút đi con. Con không muốn ngủ đâu, con chỉ muốn gặp mẹ à. Khi gặp ba mẹ con sẽ được đi tắm biển và được quát ốc nữa. Vậy con ngủ ngoan đi. Cô Tuyết Hoa hứa với con á là cô sẽ nói ba mẹ dẫn con đi biển hoài luôn nha. Dạ con cảm ơn cô. À, em thấy Bảo Lan thật là đáng thương. Tự nhiên em lo cho cô ấy quá. Đợi lúc nào cũng tính toán. Cuối cùng là như thế này. Bảo Lan thật là đáng thương chứ.
quý trọng mà. Alo. Ba ơi, Bảo Lan gặp vấn đề rồi. Cô họ là nhiều máu lắm. Cô mất tiêu rồi, con tìm bây giờ mà không thấy. Con phải đi tìm cô ấy đi nha. Dạ, con đang đi tìm nãy giờ nè. Bảo Lan. Chú ơi, có chuyện gì vậy chú? Bảo Lan bị ung thư giai đoạn cuối. Gia Huy đưa cô ấy đi Vũng Tàu. Chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm đó. Nên Gia Huy gọi về rất là gấp rút. Tôi phải ra đó ngay. Thủy Tiên à, chính nơi này mình đã đứng trơ mắt ra nhìn Thủy Tiên bị biển cả nuốt chửng. Mình xin lỗi, cho mình được trả nợ ở kiếp sau nha. May là anh làm gì với ông Gia Vũ, nếu không em cũng không biết gì hết. Em thấy lo quá. Anh hiểu mà, dù sao em với Bảo Lan cũng giống như hai chị em trong một gia đình rồi. Còn Gia Huy nữa, em với Gia Huy tuy là hết tình nhưng một ngày vẫn là nghĩ vợ chồng. Không hiểu sao em có linh cảm chuyện không hay xảy đến với hai người. Thủy Tiên nè, em đừng có suy nghĩ quẩn như vậy. Anh nghĩ là không sao đâu. Em yên tâm nha. Hình như em nghe tiếng của Gia Huy đó. Đúng rồi, tiếng của bà con đó. Đi con, đi lên. Bảo Lan. Em không liên lạc được cho cả hai người. Nghe nè, anh tìm được Bảo Lan chưa? Anh không biết nữa. Anh đang đi tìm nè mà chưa thấy nữa. Anh lo quá à. Vậy anh cố gắng tìm đi nha.
Cuối cùng em cũng có được những người yêu thương sẽ khóc cho em sau khi em mất. Mặt mũi của em kìa, hốc hác lắm đó. Nè, ăn nhiều vô đi em, để có sức khỏe. Sẽ rất đẹp đó, biết không? Gia Bảo, cô Lan, cô làm ơi, đừng có giỡn trò nữa có được không? Tại sao? Tại sao lại cướp Gia Bảo của tôi? Nè, Gia Bảo không phải là con của riêng cô nha, là con của tôi nữa. Nè, ký vô cái đơn ly hôn đi. Này chắc anh không thể giúp em được rồi, bởi vì anh đã kiệt sức. Bảo Lan à, Giao Huy, Bảo Lan, thank you.
Huy, con đi mà con không nói một tiếng nào với mẹ nha con. Đi còn phải nói một tiếng chứ. Bảo Lan cũng vậy, con nhẫn tâm lắm, sao con lại bỏ Gia Bảo lại? Con muốn Gia Bảo nó mồ côi giống như con hả? Bà, lời bà nói con mình đã nghe hết rồi. Gia Quyên, từ nhỏ bà đã quá khắt khe với con. Cho bà xin lỗi con. Bảo Lan, con thay mẹ chăm sóc Gia Quyên cho con. Hai em ra đi yên lòng nhé. Ba mẹ và chị sẽ chăm sóc Gia Bảo thành người tử tế. Chị Hòa, anh nghĩ là em đừng khóc lắm. Em buồn làm gì nữa, hãy để cho hai người họ ra đi cách thư thái nhất đi. Ráng lên con, đừng khóc nữa. Dù sao con cũng tìm được má của con và gia đình bác nữa mà. Đừng buồn nữa con. Con không ngờ mọi chuyện lại kết thúc một cách oan nghiệt như vậy. Bây giờ con mới biết tất cả lòng thù hận của mình đều vô nghĩa hết. Con đừng tự trách mình. Sự ra đi của hai người âu cũng là sự quá giải, sẽ thức tỉnh những người còn lại con à. Cảm ơn bà đã tới. Tôi xin lỗi bà. Sống thật là vô thường. Trước kia tôi đã làm nhiều lầm lỗi. Gia Quy, giờ anh đã thay tôi gánh lấy mọi quả báo này. Ông đừng nói nữa. Tất cả mọi chuyện hãy khép vào quá khứ đi. Vừa thấy Nhật Hạ mà. Mẹ, chắc là mẹ ảo giác đó. Mẹ thương nhớ em quá mà. Con nghĩ nếu Nhật Hạ còn yêu mến gia đình mình thì nhất định em sẽ quay lại thôi mẹ. À, Long à. Dạ. Còn chuyện của con với Thủy Tiên sao? Dạ mẹ, con tin rồi tụi con sẽ đến được với nhau thôi. Tình yêu nào cũng có sự chờ đợi đúng không mẹ? Như thế này con mình nó ra đi nó cũng không yên lòng đâu. Tôi nhớ nó quá ông ơi. Lúc nó còn sống thì nó hư đúng, nhưng bây giờ nó vắng rồi, nhà nó hiu quạnh quá, chắc con sống không nổi đâu.
Số trận đã định vậy, tôi với bà cũng đã hết lòng chăm lo cho tụi nó, dạy dỗ bảo ban, cũng mong tụi nó nên người. Nhưng mà bây giờ bà có đau lòng thêm cũng chẳng ích gì. Bà đừng buồn nữa mà. Dạ, chào anh chị. Chào anh chị. Dạ. Dạ, thưa anh chị, hôm nay tôi mạn phép dẫn cháu Cường nhà tôi tới đây là xin phép anh chị cho cháu Cường nhà tôi được tìm hiểu và quen với cháu Hoa. Nhưng không biết ý của hai đứa nhỏ như thế nào. Dạ, con đồng ý. Tôi cũng đại diện là người cha. Dạ. Tôi đồng ý. Vậy tốt quá. Nhưng chuyện này thì cũng phải nên hỏi ý kiến mẹ ruột của Tiết Hoa là bà Thu. Dạ, ba khỏi hỏi, con hỏi mẹ của con rồi. Mẹ con nói là không có lý do gì để phản đối chứ. Tôi nuôi cháu qua mấy chục năm nay rồi, tôi cũng phải có cái ý của tôi chứ. Tôi đồng ý. Vậy là vui rồi. Con cảm ơn thím, con cảm ơn ba. Mỗi lần tới đây là em lại muốn khóc. Nhanh quá anh ha. Mới đó mà đã sắp tới giỗ đầu tiên của Gia Huy và Bảo Lan rồi. Ganh tị, thù ghét cuối cùng cũng chỉ là vô nghĩa thôi. Cũng chính nơi này, ông trời đã cho hai đứa mình gặp nhau. Em nhớ không? Cái chỗ kia là chỗ ngày xưa anh gặp em đó. Anh đã cứu em. Dạ, anh đã cho em một cuộc sống mới. Vậy thì bây giờ anh khẩn cầu em hãy cứu lấy anh đi. Anh rất cần em hãy cho anh cơ hội nhé. Một lần nữa anh khẩn cầu em. Sao em? Thì anh cứ theo em đi.
Bóng